nhằm mở rộng diện tích sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng giá trị cho sản phẩm. Trong năm nay, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Lục Ngạn đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Suma Gra Việt Nam triển khai mô hình sản xuất trên cây ăn quả sử dụng phân bón theo quy trình hữu cơ. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Lục Ngạn triển khai 19 ha quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ trên 3 loại cây trồng, đó là cây táo, cây vải và cây cam tham gia mô hình, bà con nông dân được cán bộ chuyên môn và doanh nghiệp hướng dẫn tập huấn kỹ thuật về quy trình kỹ thuật sản xuất theo quy trình hữu cơ, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ Sumagro trên các loại cây trồng, đảm bảo đúng liều lượng, thời điểm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, bà con nông dân được nhà nước hỗ trợ 70% giá trị phân bón, còn lại là đối ứng sản phẩm phân bón hữu cơ Sumagrow được trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện thành phố, trung tâm khuyến nông tỉnh lựa chọn triển khai xây dựng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ trên nhiều loại cây trồng trong nhiều năm như cây vải, cây táo, cây na, cây cam. Đây là sản phẩm bổ sung hữu cơ vào đất nhằm tăng sức sống của rễ, cải thiện sự hấp thụ dinh dưỡng, tăng tổng hợp chất diệp lục, nảy mầm tốt, tăng khả năng giữ lượng phân bón trong đất, kích hoạt hoạt động của vi khuẩn có lợi làm cho cây khỏe mạnh, tăng năng suất hơn, đáp ứng đòi hỏi kỹ thuật quy trình sản xuất hữu cơ trên cây trồng.